Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay thì mình sẽ nấu một món chè có tên gọi là chè tuyết yến dưỡng nhan. Thì như các bạn đã biết thì một cái món chè này nó rất là bổ và mát. Thì mình sẽ giới thiệu những nguyên liệu để nấu món chè này. Đầu tiên đó là đường phèn. Bồ mễ, hạt chia. Đông trùng hạ thảo, táo đỏ sắt nát, hạt sen, kỳ tử, nho khô, long nhãn, nhựa đào, tuyết yến. Tác dụng của các loại nguyên liệu: tuyết yến thì là một loại nhựa cây được tiết ra từ phần tủy cây thân gỗ, có công dụng tương tự như tổ yến và trưng lên giống như một sợi yến, vì thế còn được mệnh danh là tổ yến thực vật. Nhựa đào là một nguyên liệu khá nổi tiếng trong y học, thường xuất hiện trong các liều thuốc bổ với công dụng làm đẹp, khiến làn da trở nên mịn màng, hồng hào, giảm nếp nhăn, giảm mỡ, cholesterol, giữ gìn vóc dáng cho phụ nữ. Nhựa đào cũng đặc biệt rất tốt để phục hồi cho cơ thể cho phụ nữ sau sinh. Táo đỏ và kỳ tử thì đều là những vị thuốc từ thiên nhiên, rất nhiều collagen thực vật, rất tốt để chống oxy hóa, tái tạo da, bồi bổ tỳ vị, chữa suy nhược cơ thể. Long nhãn sấy khô thì là một vị thuốc bổ chứa rất nhiều dưỡng chất thiết yếu, giúp bồi bổ sức khỏe tổng thể, tốt cho tỳ vị, bồi bổ khí huyết, an thần, chữa mất ngủ và làm đẹp da. Và cái món chè tuyết yến dưỡng nhan này nó là một món quà cho sức khỏe. Nấu thì rất là đơn giản. Đầu tiên thì mình sẽ cho tuyết yến, nhựa đào, bồ mễ và chuẩn bị 3 cái tô riêng để ngâm 12 tiếng. Riêng cái tuyết yến thì các bạn cho thật nhiều nước. Táo sắt nát khoanh tròn thì chúng ta ngâm 2 tiếng. Đổ chung táo sắt nát và táo quả chúng ta ngâm chung với nhau được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi luộc hạt sen. Hạt sen khô thì các bạn ngâm 30 phút trước khi luộc. Hạt sen này chúng ta chỉ luộc tầm 10 phút là nó đã chín. Giờ hạt sen chín thì mình sẽ bớt ra. Và cái tuyết yến này sau khi ngâm được 2 giờ thì nó sẽ thành một cái nguyên liệu như thế này. Đây là những nguyên liệu mà mình đã ngâm xong. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị để đi chuẩn bị một nồi nước để nấu chè. Các bạn cho vào xoong khoảng 2 lít nước. Sau đó thì sẽ đun sôi lên
Sau khi nước sôi thì chúng ta sẽ cho táo đỏ và táo sắt nát vào. Chúng ta nấu 15 phút. Cho tiếp vào. Sau khi nấu được 15 phút thì chúng ta sẽ cho tiếp long nhãn, kỳ tử, lấm tuyết, đông trùng hạ thảo và táo khoanh tròn vào, nấu tiếp 10 phút. Sau khi nấu được 10 phút thì chúng ta cho tuyết yến. Cho nhựa đào và bổ mễ. Sau đó thì cho tiếp hạt sen vào và nấu thêm 5 phút nữa. Đoạn cuối cùng thì chúng ta cho đường phèn vào, khuấy tan, khuấy cho nó tan đường. Sau đó thì chúng ta cho tiếp hạt chia vào và chúng ta sẽ tắt bếp. Vậy là món chè của mình đã hoàn thành rồi.
chè rất ngon và bổ, lại còn tốt cho sức khỏe nữa.